12 km với đèo dốc quanh co và núi đá hiểm trở. Đây là con đường hàng ngày mà các thầy cô giáo đến với các em học sinh ở xã biên giới Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Điểm trường thôn Nà Nũng A có 3 lớp tiểu học và chỉ có duy nhất một lớp ghép dành cho các em học sinh từ 3 tuổi đến 5 tuổi. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Liên rời miền xuôi lên đây công tác từ năm 20 tuổi. Đến nay cô đã có 14 năm đồng hành cùng trẻ em vùng cao. Giáo viên vùng cao thì có rất là nhiều khó khăn. Chúng mình phải xa gia đình này, xa người thân, xa bố mẹ này, xa con cái này. Và thứ hai đó là con đường di chuyển của chúng mình thì rất là vất vả, địa hình phức tạp, hiểm trở. Có lúc thì ở trên vùng cao này thì mưa lũ cũng thường xảy ra, và những lúc đó thì có thể là mình không thể di chuyển vào được và mình bị kẹt lại ở một đoạn nào đó và sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà con nhân dân thì mình mới di chuyển về hoặc là di chuyển vào được. Đó. Tại đây, nhiều em học sinh chưa thạo tiếng phổ thông. Các em được thầy cô tăng cường dạy tiếng Việt khi tới trường. Ngoài giờ lên lớp, cô Liên và các thầy cô giáo còn là người cha, người mẹ thứ hai chăm sóc cho học trò. Phụ huynh nơi đây ai cũng dành tình cảm cho các thầy cô. Họ hoàn toàn yên tâm khi gửi gắm con em mình đi học. Các thầy cô giáo ở đây rất là tốt, rất là thương học sinh. Thầy cô đã xin được cho học sinh nhiều quần áo ấm để mặc, nấu cho học sinh cơm để ăn. Tôi rất tin tưởng các thầy cô nên đã gửi con ở đây để đi làm việc nương giấy. Điểm trường thôn Nà Nũng A hiện có 4 thầy cô giáo cùng 84 em học sinh. Những ngày này, thời tiết tại vùng cao biên giới ngày càng lạnh. Khó khăn vất vả, nhưng các thầy cô vẫn nỗ lực bám trường, bám lớp, gắn bó với học trò. Và vì những khó khăn mà các bạn nhỏ ở đây so với các bạn miền xuôi ấy, thì là thứ nhất là về ngôn ngữ, là về tiếng phổ thông ấy, thì là các em nhỏ trên này thì là nói tiếng còn chậm so với đây dưới miền xuôi đấy, và là về cuộc sống, chất lượng cuộc sống cũng gọi là không được bằng ở dưới đấy, vì là trên này thì thiếu thốn rất là nhiều. Cô Liên ấy thì là một cô giáo yêu nghề, mến trẻ, chị ấy rất là có nhiệt huyết và rất là hăng hái, hăng say trong công việc, và là một người gọi là có cái lối sống, cách sống để mà tụi mình ấy học hỏi và nói theo, là một tấm gương để tụi mình phấn đấu và cố gắng để trở thành một người như cô giáo trong tương lai. Những món đồ chơi và dụng cụ học tập được làm từ chính đôi bàn tay của các thầy cô nơi đây. Dù giản đơn nhưng gửi gắm bao yêu thương với những học trò nơi bản nghèo này để giữ chân các em đến lớp học còn chữ mỗi ngày. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.